trả lại cho Hoa Viên. Nay sạch sẽ ha anh nè. Mấy cái chậu sáng này sạch sẽ. Xin nhan bên kia em ơi, mặt bên kia kìa mới đúng. Bạc lộn, bạc chi, bạc đi mới qua được. Tỉnh chưa? Đổ mồ hôi mép rồi. Ghi đổ mồ hôi mép là đặt lòng mép. Ê em ơi, em sao cái mộ cậu đá nó không có nghe nóng nha? Nóng không? Sợ quá đi, sớm em nghe người nó nóng mà nó không nóng. Cờ hử coi. Lạnh đúng không? Dạ. Lạnh hả? Cờ hử không có nghe nóng. Sao em nghe coi. Ủa anh yêu. Sao mộ cậu cờ không nghe nóng anh? Ủa nghe mùa lạnh kìa anh. Cái đây là gì mà đem vô lấy nè. Ủa sao kìa, sao nó lạnh ngắt cho ta? Không nghe nóng nè. Nhưng mà lạnh nhất cái phần này nè, phần này lạnh nhất nè, phần này nóng nè. Ủa lộn, phần này lạnh nè. Giật lạnh của chú chị. Mộ của năm đá mà có chắc ấm luôn chú chị. Đá này đá dạng cao cấp nhất luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, không chú có nóng rồi chú chị. Mất tiền chị ngồi đó rồi. Nên là cái đá này đổ rồi là nghe nó là cái gì, gì vậy bé? Mát lạnh luôn ha. Mát lạnh luôn, không có nóng. Ủa cái này gì vậy? Mộ cậu mát lạnh giữa trưa nắng nóng. Ê, anh nói nghe nè, cái tờ giấy báo đúng không? Đúng rồi, chắc gói không phải. Hôm qua anh phát hiện, sáng này phát hiện một điều kỳ lạ chỗ này. Chỗ này. Em thấy chỗ này không? Không. Nè, thấy chỗ này không? Thấy, ai đốt gì phải không? Ai đốt gì nhưng mà không phải đốt với tiền vàng bạc mà đốt cái giấy gì nè. Đâu, đưa lại em coi. Có chữ không? Đốt ở trên ngay đầu mộ cậu luôn. Cây á. Bởi vì anh đang thắc mắc nè, mà nó chưa cháy hết. Có cái chữ giao dịch nè. Cái gì mà giao dịch đi trời. Đó có chữ giao dịch. Đâu em kêu anh Niu là coi. Ai mà đốt bậy bạ gì trên đây vết sườn. Niu ơi. Niu. Nghe nè. Không phải. Có biến rồi. Nè. Sáng giờ em thắc mắc luôn á. Ai đốt gì trên đầu mộ cậu tối qua á? Đâu? Nè, mà cái này không phải là giấy tiền vàng bạc nha, mà cái này là giấy báo không biết làm không gì. Cái báo gì mà cái màu gì là vậy? Không biết là giấy báo hay giấy gì nhưng mà không phải là giấy tiền vàng bạc, nhưng mà đốt ngay đây nè. Ai đốt trên đầu bộ cậu vậy? Mấy con á. Tối qua 6 giờ anh em mà vô đâu ha? Thì anh em mình đi ra hết rồi. Dạ. Em cập nhập tình hình ở đây là em thấy cho cậu Năm đi lên nha cô chú. Ở đây em thấy con cuốn sách nè, không biết cái sách gì đây. Cái tỷ Trung Hoa không dạy coi rồi, tỷ Trung Hoa chứ gì. Nhưng mà phải đốt cái này không nha, nhưng mà kia là chỉ tiếng Việt. Anh không biết. Thôi để đây đi. Nhưng mà ai đốt gì tầm bậy tầm bạ trên đầu màu cậu ha. Không biết nữa. Mà chưa có cháy hết luôn á. Nè. Hỏi bài nè. Thấy không? Thấy rồi. Mà không biết đốt cái gì. Đốt cái gì ở đâu? Nhưng mà chưa có cháy hết luôn. Mới đây hả? Nhưng mà không, chắc chắn là không phải giấy tiền vàng bạc, mà giấy tiền vàng bạc không ai đốt trên đầu hết á. Đâu quá không? Ê, thôi. Chắc ai đốt á, chuyện gì ta? Sao mới có vậy? Không có. Nách biết gì đâu mà.
Hiện tại thì còn có một cái chai dầu à. Phải không vậy? Em trong cái ly kìa. Rồi. Bơm này không phải nha. Bơm này không phải. Bơm kia bông bông bông. À, bơm đen phải. Bơm kia nó có 2-4 cái đốm trắng ở trên lưng. Trắng trắng xanh đậm. Ừ. Nhưng mà rất là dạng ha. Còn con bơm này thì cô Loan hay là cô Năm là cũng là một á. Cô Chi đúng không? Đúng rồi. Đó, cô Chi là củ mì. Cô hay đem bánh tằm và củ mì củ Chi. Vừa lẳng là hỏi nhà của cô Năm chặt máy đường mấy. Ai? Cô Năm nè, đường hẻm vô nè. Cậu Năm á hả? Ừ. Có mà. Được mà đường mấy. Nhưng mà nè, anh hỏi chú Tiểu Hoa Viên á, chú Tiểu Hoa Viên biết rành nhất. Hả? Không, giờ trời cũng mát rồi. Mát rồi. Vậy em dẹp vô nha. Ừ, dẹp vô. Chúc con mãi mùa càng giấy. Lá anh em mình mát mát, anh em mình lau màu cho cậu ha. Hả? Cái gì vậy? Ơi, phụ anh Minh đá rớt rồi. Sao vậy? Cái thùng xốp mình nó thu con tiêu rồi, bây giờ mình ướp được luôn đó. Giờ sao? Giờ mình lấy gì mình ướp? Lấy chai cũng được. Không, chai lạnh này có đá có bọc đây luôn. Giờ lấy luôn vô trỏng ha. À, giống như cái này mình lấy riêng cho mấy anh uống đi. À, cái này anh để đây cho mấy anh nha. Ừ. Ồ, cái gì anh? Đây đây, em anh ginh bịch. Để chỗ nào mát mát đi. Để cho anh uống đi. Mấy anh nghỉ tay uống nước nha. Ừ. Làm cho nước đúng là được cái. Đó. Mua cái bột đen đó. Để em phu bịch. Anh Ngọc. 10 nước bánh này bánh em nè. Anh đây. Phụ 10 nước bánh em. Anh đây kiếp. Chúng mình là bao nhiêu người anh? Mình rất là mình 10 được anh. Mình là bao nhiêu người á? Mình đại đó đi. Còn mấy người phải không? Phát anh có thuốc. Có thuốc luôn. Chúc mình là ngoại anh. Anh giấy. Thầy ngồi ha ấy. Để ba em lấy từng người kia cho từng người. Dạ. Anh lấy phát giùm đi. Phát từng người đưa, anh em phát từng người đi. Chứ anh ngại lắm, mình phải đưa từng người uống. Đúng rồi. Bao đá đâu rồi? Cái này cũng kia kìa. Đây mà. Đây hay kia? Đây nè. Không, có này là bên kia. Đứng qua đây quay vô. Thì đó không quay được. Mấy người. Đó đó mà quay gì? Mời mấy anh quay gì cho nó thì rồi. Anh lấy đi em đó. Rồi. Ốp lạnh kia mình đưa chai lạnh mấy nóc ao cho nhanh cho rồi. Nhưng mà mình phải múc đá mấy anh, mình phải đưa cái tay sạch nha, cái tay em mới đánh răng á. Gì? Mới đánh răng mà. Đánh răng liên quan gì cái tay? Trời không, anh tay sạch á. Rồi. Gãy ba nữa rồi. Rồi vậy ha. Cho em tin tưởng anh nha. Mặc dù mới đi toilet đúng không? Anh gãy nhưng mà gãy quan trọng gãy cái gì nữa? Mũi nó cắn. Mà mũi nó cắn mà anh gãy vị trí nào? Nhưng mà anh đứa thật khẽ rồi, anh mới đánh răng mà. Anh đánh răng cũng liên quan gì luôn á. Trộm Phước ở chỗ nào vậy? Chị Phước hả? Một hay ba? Một. Một hả? Biết một nó nằm ở chỗ chị với Lưu Chị Thẳng Thứ. À, Mỹ Phước. À, Mỹ Phước xa lắm. Mỹ Phước một rất là xa. Anh biết Mỹ Phước một mà. Anh biết một rất là xa, còn Mỹ Phước ba thì gần đây. Anh biết Mỹ Phước một ở đây 12. Anh Ngọc có xuống không? Xuống, anh xuống tới bữa thứ nhật mà thứ hai mới đi làm. Dạ. Anh làm gần đây không?
Công việc quan trọng là có ổn đúng không? Không ổn mà tính tiếp. Ừ. Quan trọng là mai xin được làm, thứ hai xin được làm hay không, quan trọng thứ hai. Rồi anh Ngọc trước đây phụ chứ không có anh làm thì hậu cần, chứ không có anh là hơi cực lắm đó thiệt. Phải có người hậu cần thiệt mà. Anh giờ là có hai chị kia, hai chị ấy bên này chứ không có chị đó. Chị Sáu rồi. Hai chị đâu có tên rồi. Mai chị hai, chị Tư. Còn chị Tư thì chị Tư là phải thứ Tư. Còn chị ấy thì thôi bây giờ mình mời trước đi ha. Chị Tí. Anh Ngọc đi, anh đi mà đi mời. Mời đi. Một người một chai ha. Mấy anh nghỉ tao uống nước nha. Ngồi anh trai. Anh nghỉ tay đi xíu đi. Nghỉ tay mình uống nước đi, một người anh trai nữa. Dạ. À chút. Hết ly rồi. Rồi giờ thôi mình để đây, lát mấy anh lại uống nha. Mấy anh em mình cũng uống đi, mua tới 40 chai luôn á. Với 15. Vậy mình đem đây ra coi chục chai đi cho mấy anh. Dạ, chào chị Thảo. Đây hết rồi đi. Mời mấy anh. Dạ. Mời anh. Đây là nó tặng luôn bếp. Ngon không? Đằng kia kìa anh, em để nước kia kìa, có đá. Đằng kia có đá luôn. Đó. Nè. Con uống đi con. Con lấy nước uống đi. Cho con trai á. Cho con nè. Tài có vậy tài. Đó, nhiều lắm, một bao luôn. Còn em thì em không uống nước ngọt, cô chú em không. Cô chú làm hai chai nước bao luôn đó. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Uống nước Thảo.